Bài toán mua nhà thế nào khi thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng chỉ khoảng 20 triệu đồng luôn là nỗi trăn trở của rất nhiều gia đình trẻ tại các thành phố lớn đắt đỏ. Mới đây, nhiều chuyên gia địa ốc đã đưa ra những lời khuyên rất hữu ích đối với các gia đình trẻ. Thành lập gia thất xưa nay vốn là chuyện hệ trọng của đời người. Do đó, số lượng vợ chồng trẻ cưới nhau và đang tìm kiếm một nơi an cư lạc nghiệp ở các thành phố lớn hiện đang rất đông. Đa số họ đều đang thuê nhà ở hoặc mua nhà trả góp. Phân khúc nhà ở lý tưởng nhất hiện nay đối với gia đình trẻ vẫn là dòng bất động sản tầm trung. Đó là những căn hộ diện tích vừa phải, khoảng từ 45m² đến 70m², có mức giá dao động từ 1 đến 2 tỷ đồng, thiết kế thông minh, vị trí không quá xa trung tâm, tiện ích nội khu đa dạng, phí dịch vụ tốt, không gian xanh thân thiện. Với thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng một người và một ít khoản tích lũy ban đầu, các chuyên gia địa ốc khuyên gia đình trẻ nên chọn căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng và có kế hoạch phân bổ tài chính hợp lý. Do đó, các gia đình trẻ nên áp dụng chính sách chi tiêu 60-40, nghĩa là 60% tổng thu nhập gia đình dành cho chi phí sinh hoạt, 40% còn lại dành cho việc tích lũy mua nhà.